những bàn thắng mang đậm thương hiệu cá nhân của Ronaldo và các ngôi sao. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình tại Bồ Đào Nha, bà Maria Dolores khẳng định có mafia và điều đó là từ chính xác để định nghĩa chúng. Có tổ chức mafia trong bóng đá. Nếu Cristiano Ronaldo là người Tây Ban Nha hoặc là người Anh, họ sẽ không can thiệp như vậy. Vì nó là người Bồ Đào Nha và sinh ra ở Madeira, điều đó đã xảy ra. Bà Maria nhấn mạnh chắc chắn có lý do gì mà mẹ ruột của Ronaldo mới phát biểu những lời trên. Không còn nghi ngờ gì về khả năng của CR7 cùng Mr. Zero xem clip những bàn thắng mang đậm thương hiệu cá nhân của Ronaldo và các ngôi sao. Mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nani? Get over here! Huh? Mỗi cầu thủ đều có thế mạnh và sở trường. Không tuyệt đẹp trước Levante với một pha ngã bàn đèn đẳng cấp sau đường câu bóng vào của Adriano ở phút 73. Những bước chạy thần tốc, những pha đảo chân đầy mê hoặc và những đường bóng con vuốt được vẽ ra từ đôi chân pha lê khiến cho Robben trở thành họa sĩ nổi tiếng bậc nhất làng túc cầu.
Những ai yêu bóng đá đẹp khi xem Robben thi đấu sẽ khó lòng không thốt ra lời kinh ngạc trước những tuyệt tác mà anh đã tạo nên. Linh hoạt thay đổi chân giữ bóng, tiền đạo Hà Lan đã nã cú sút trực diện, dứt điểm, bóng lọt thỏm vào lưới, hạ gục thủ thành đối phương. Đôi chân pha lê lại một lần nữa khiến chúng ta phải kinh ngạc vì tài năng kỹ thuật của anh. Cứu bóng từ biên, Robben độc diễn dẫn bóng về trung lộ. Thoát được dàn phòng ngự của đối phương, Robben bứt tốc, lấy đà, nã cú sút chính xác từ má chân. Ronaldinho đã từng rất nổi tiếng cùng những bàn đá phạt hàng rào huyền thoại của mình. Theo đó, trong những lần đá phạt cân não kịch tính, Ronaldo luôn có cách đánh lừa hàng rào đối phương, để rồi bằng một cú sút chìm đi bóng đúng thời điểm, sau đó xuyên qua hàng rào, đồng thời đủ lực để khiến thủ môn Rainman bó tay chịu thua. Juninho sẽ là một tiền vệ tấn công nhàn nhàng như bao người khác ở Brazil nếu anh chỉ chạy theo quả bóng sống. Thật vậy, khác với những vũ công samba tài hoa khác, Juninho yêu sự tĩnh lặng của không gian, thích thú đếm nhịp thở, mất tập trung vào một điểm duy nhất trước khi chạy đà. Và bùm, bắn quả bóng vào góc không tưởng trong khung thành và thiết lập nên một kỳ quan sút phạt. Với ngón nghề sút phạt, Juninho dựng lên một huyền thoại đặc trưng như vua Arthur và thanh kiếm Excalibur hay William Tell cùng chiếc nỏ của mình. Thật vậy, trước quả bóng chết, không ai làm được như Juninho. Juninho xuất phạt như thế, Robin Hood bắn cung với các mũi tên chuyên biệt trong từng tình huống. Cứ lòng ở cự ly gần, đại bác ở khoảng cách xa. Trong phạm vi 40m, bất kỳ thủ môn nào cũng phải run sợ khi Juninho bắt đầu đặt bóng. Juninho ghi 100 bàn cho Lyon, 44 bàn đến từ đá phạt. Lyon chưa bao giờ thua trận khi Juninho ghi bàn từ chấm cố định. Đó là một thành tích không tưởng. Bạn có thể miết lòng đưa quả bóng xoáy như David Beckham hay Zinedine Zidane. Bạn có thể dùng toàn lực và ép quả bóng đi như điên loạn bằng má ngoài chân trái như Roberto Carlos. Nhưng bạn không thể làm được cả hai như Juninho. Tôi nghĩ nếu Châu Tinh Trì có ý định làm thêm phần tiếp theo của bộ phim Ăn Khách, Đội Bóng Thiếu Lâm, anh nên mời Ibrahimovic tham gia một vai chính trong phim. Ngoài danh tiếng của tiền đạo Thụy Điển, sự góp mặt của Ibra còn giúp cho Tinh Trì không cần phải dùng nhiều kỹ xảo cho phim bởi chơi bóng kiểu kung fu là nghề của tiền đạo người Thụy Điển. Nhìn những pha làm bàn kiểu taekwondo của anh mà xem, suốt quả nào ra quả nấy, cứ mỗi pha tranh chấp quanh vòng cấm lại có sự có mặt của Ibra để rồi tiền đạo Thụy Điển tung cú đá vòng kiểu taekwondo đưa bóng để chéo góc rồi nằm gọn trong lưới đối phương. Thierry Henry là mẫu tiền đạo 4 trong 1, ghi bàn giỏi, kiến tạo giỏi, đá cánh giỏi, thậm chí dẫn dắt lối chơi cũng giỏi. Thierry chính là người làm cuộc cách mạng, thay đổi hẳn khái niệm về một tiền đạo xứ sở sương mù. Anh được biết đến là dạng tiền đạo không chỉ biết ăn sẵn nằm chờ trong vòng cấm. Thay vào đó, anh di chuyển rộng, ghi bàn ở mọi vị trí, trong, ngoài vòng cấm địa, từ cánh phải, cánh trái và cả trung lộ. Anh cực kỳ nguy hiểm với những pha đi bóng từ biên trái, lừa qua đối thủ mềm mại như một con rắn và rồi ghi bàn. Trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng với AS Rome và đội tuyển Italia, Francesco Totti từng rất nhiều lần khiến khán giả ngây ngất với những pha làm bàn vô cùng kỹ thuật và đẹp mắt mang nhãn hiệu riêng của mình. Totti nhận đường truyền ngang từ đồng đội, anh khéo léo rê dắt rồi lốp bóng qua đầu thủ môn làm bàn ấn tượng. Lốp bóng hay cái gọi khác là động tác xúc thìa vì chủ yếu dùng phần mũi giày hoặc mu bàn chân để xúc bóng là một trong những kỹ năng dứt điểm khó nhất. Nó đòi hỏi sự nhạy cảm, tầm nhìn, kỹ thuật cũng như là lòng dũng cảm, nhưng tất cả dường như chỉ là chuyện nhỏ đối với Totti. Được biết đến như một huyền thoại là bàn sút xa từ giữa sân, không ai khác chính là Dejan Stankovic. Đó là siêu phẩm kinh điển của Dejan Stankovic vào lưới của Saka. Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Champions League. Bóng bật ra sau từ tình huống cản phá của Manuel Neuer, vô tình đi đến vị trí của Dejan Stankovic ở giữa sân và ngôi sao người Serbia đã tung chân vô lê thành bàn tuyệt đỉnh.
Bạn nghĩ thương hiệu cá nhân của cầu thủ nào độc đáo nhất mà đến tận bây giờ không ai có thể địch được? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật nút thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!